anh em, mình là Irene từ Coin68 TV. Gần đây thì anh em có thể thấy là thị trường tiền mã hóa thì liên tục biến động khá là mạnh. Cùng với đó là một số những cái đợt airdrop không như mong đợi thì đã khiến cho cộng đồng săn airdrop dần mất niềm tin vào thị trường và chuyển sự chú ý sang mảng gaming với hy vọng là tìm kiếm cái cơ hội đầu tư mới và có thể là ổn định hơn. Sự phát triển của công nghệ blockchain và những cái ứng dụng phi tập trung DApp thì đã mở ra rất là nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp game, tạo ra các cái hệ sinh thái game cực kỳ tiềm năng và nổi bật. Vậy thì đâu là những hệ sinh thái game blockchain và những dự án GameFi đang thu hút được sự chú ý của cộng đồng và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai? Anh em hãy cùng Irene tìm hiểu thông qua video bổ não ngày hôm nay nhé. Và như thường lệ, nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Coin68 TV để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy đến với một trong những hệ sinh thái game nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại, đó chính là Roni Network. Roni Network hay là Ron thì được tạo ra bởi Skymavis, công ty đứng đằng sau Axie Infinity, tựa game Play to Earn đình đám một thời. Ban đầu thì Ronin Chain được tạo ra để hỗ trợ cho Axie Infinity. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì dự án đã mở rộng tầm nhìn để trở thành blockchain hàng đầu cho các trò chơi Web3. Tại thời điểm Irene quay video này thì Ronin có trung bình 1,6 triệu ví hoạt động mỗi ngày, một con số khá là ấn tượng so với nhiều hệ sinh thái ở thời điểm hiện tại. Theo dữ liệu từ DApp Radar thì Ronin đã xử lý hơn 4,3 tỷ USD khối lượng giao dịch NFT và đạt hơn 250 triệu người dùng. Đây cũng là mạng lưới duy nhất có khả năng mở rộng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của hơn hàng triệu người dùng hoạt động mỗi ngày. Khi mà nhắc tới Ronin thì anh em sẽ không thể nào không nhắc tới Axie Infinity. Đây là tựa game Web3 chủ đạo và thành công nhất từ trước đến nay. Tựa game này thì nổi tiếng với cơ chế là Play to Earn cực kỳ thú vị. Gameplay thì khá là hấp dẫn đi cùng với các NFT có giá trị cao. Ở thời điểm đỉnh cao thì mỗi tháng người chơi game này có thể kiếm tới hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn đô. Với mỗi NFT thì cũng có giá trị cực kỳ cao. Đỉnh điểm vào tháng 1 năm 2022 thì tựa game này đã đạt được con số kỷ lục là hơn 2,7 triệu người chơi trung bình mỗi tháng. Cũng tại thời điểm đỉnh cao thì token AXS của tựa game này đã đạt mức all time high là 165,37 USD, tương đương với 9,6 tỷ đô market cap hay là vốn hóa thị trường vào thời điểm đó. Một tựa game cũng không kém phần thành công ở trên Roni Network chính là Pixels. Tựa game này thì mới thành công vào thời gian gần đây. Đây là một tựa game MMORPG theo thể loại là nông trại NFT, cho phép người chơi có thể kiếm tiền thông qua việc là mua bán, trao đổi hay là sản xuất các cái vật phẩm ở trong game. Tính đến thời điểm hiện tại thì Pixels đã thu hút được hơn 5 triệu người chơi với hơn 3.000 pet NFT được min ra. Tựa game này thì cũng đã đạt được một con số cực kỳ ấn tượng là hơn 1 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày ở trên Pixels vào khoảng tháng 5 năm 2024 vừa rồi. Ngoài ra thì anh em cũng có thể truy cập vào website của Ronin để có thể tìm hiểu thêm về hệ sinh thái này nhé. Thứ hai là Tron Blockchain, The Open Network hay viết tắt là Tron, còn được biết tới là ngôi nhà của Click to Earn. Đây là một blockchain đặc biệt khi mà được tích hợp lên ứng dụng Telegram quen thuộc của cộng đồng crypto. Nhờ có nền tảng này mà Tron dù được sinh sau đẻ muộn nhưng đã ngay lập tức kế thừa hơn 900 triệu người dùng của Telegram. Mối quan hệ đặc biệt này thì đã biến Tron Blockchain trở thành chìa khóa để có thể tiếp nhận tiền điện tử một cách rộng rãi hơn. Sau này thì do một số vấn đề pháp lý cho nhà Telegram đã quyết định chuyển giao lại cho hai nhà phát triển khác. Sau đó thì họ đã thành lập The Tron Foundation, biến Tron trở thành một cộng đồng phi tập trung. Khi mà nhắc tới Tron thì anh em sẽ không thể nào không nhắc tới những tựa game Click to Earn đình đám đang làm mưa làm gió trên thị trường tiền điện tử trong năm 2024 vừa qua. Đây thì là những tựa game dễ chơi, dễ trúng thưởng. Gần như là anh em chỉ cần mở game và tương tác một xíu là đã có thể kiếm được một số lượng token nhất định rồi. Anh em thì sẽ chủ yếu tương tác với những cái tựa game Click to Earn này thông qua việc click này hay là tap vào màn hình để có thể nhận thưởng. Nổi bật nhất trong trào lưu này thì có thể kể đến một số cái tên như là Notcoin, Hamster Combat hay là Catizen. Trong đó thì Notcoin được đánh giá là kèo nước mưa xịn nhất từ đầu năm tới giờ, khi mà vào ngày 26 tháng 6 vừa rồi thì Notcoin đã thông báo sẽ airdrop cho cộng đồng với tổng giá trị airdrop lên đến hàng tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn cả ZK Sync và Layer Zero cộng lại. Vào ngày 16 tháng 5 thì Binance cũng đã chính thức niêm yết token Notcoin là Not thông qua sự kiện
Binance Launch Pool. Trong đó thì 100% tổng cung đã được lưu thông ngay khi mà nó được niêm yết ở trên Binance. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể kể đến Ketizen. Kể từ khi ra mắt phiên bản beta từ tháng 3 năm 2024 thì dự án đã thu hút được tới hơn 1,25 triệu người dùng on-chain kết nối với Viton và dự án. Bên cạnh đó thì dự án này cũng đạt được hơn 20 triệu người chơi và độc chiếm ngôi vị top 1 trong 3 mùa liên tiếp của Tron Open League. Theo tokenomics của dự án công bố thì 42% tổng cung của Ketizen sẽ được airdrop cho người dùng. Tựa game này thì có lối chơi cực kỳ đơn giản và token của dự án thì vẫn chưa TGE, cho nên là nếu như anh em quan tâm đến tựa game này thì có thể chơi thử, mình sẽ để đường link cũng như là video hướng dẫn ở phía bên dưới cho anh em nha. Hệ sinh thái tiếp theo mà mình muốn nhắc tới ở đây là Arbitrum. Arbitrum thì hiện tại đang là giải pháp layer 2 lớn nhất, vượt xa các đối thủ layer 2 khác. Arbitrum thì vận hành trên hai mạng chính là Arbitrum Nova, dành riêng cho các ứng dụng game và social, và thứ hai là Arbitrum One, tập trung vào DeFi và NFT. Theo báo cáo vào năm 2023 thì lượng game thủ hoạt động hàng ngày ở trên Arbitrum chỉ đạt khoảng 2.700 người, khá là khiêm tốn so với các layer 2 khác hay là các hệ sinh thái GameFi khác. Tuy nhiên thì nhiều nhà phát triển game vẫn chọn Arbitrum nhờ vào một số ưu điểm kỹ thuật vượt trội ở trong hệ sinh thái khổng lồ này. Ví dụ như là chi phí thấp cùng với sự hỗ trợ từ các quỹ đầu tư hay là những cái công ty lớn đang niêm yết ở trên thị trường. Một số tựa game nổi bật ở trên hệ sinh thái của Arbitrum có thể kể đến như là The Bacon. The Bacon là tựa game hành động nhập vai được phát triển ở trên nền tảng layer 2 Arbitrum, thu hút được sự chú ý lớn của cộng đồng game thủ bởi vì tựa game này có một lối chơi khá là hấp dẫn và tiềm năng phát triển mạnh mẽ ở trong lĩnh vực GameFi. Tham gia vào thế giới của The Bacon thì anh em có thể phiêu lưu với những cái ngục tối nguy hiểm này, hay là chiến đấu với quái vật, thu thập chiến lợi phẩm và nâng cấp các cái sức mạnh của nhân vật. Với lộ trình phát triển khá là vững vàng và lượng người ủng hộ khá là đông đảo thì The Bacon được dự đoán là một trong những tựa game play to earn nổi bật nhất ở trên Arbitrum ở trong thời gian tới. Ngoài ra ở trên Arbitrum thì chúng ta còn có một số tựa game nổi bật khác có thể kể đến như là Pirate Nation này, Rumble Racing Star, Crypto Unions vân vân. Ngoài ra, để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của thị trường Web3 trên mạng lưới của mình, Arbitrum DAO đã vừa phê duyệt một đề xuất cực kỳ quan trọng là dành 225 triệu Arbitrum, tương đương với hơn 150 triệu đô dành riêng cho các dự án gaming của họ. Khoản tài trợ này sẽ được phân bổ qua 3 năm thông qua chương trình là Catalyst Gaming Program, nhằm tăng cường mức độ nhận diện và tính ứng dụng của Arbitrum này, Orbit và Stylus trong cộng đồng người dùng cũng như các nhà phát triển. Và một trong những hệ sinh thái gaming nổi bật cuối cùng mà Aaron muốn nhắc tới đây đó chính là Asian8. Asian8 hay là A8 thì là một giao thức cơ sở hạ tầng chơi game Web3, cung cấp công cụ cộng đồng và phần mềm cần thiết cho GameFi và thế giới Metaverse rộng lớn. Asian8 Chain ban đầu thì hoạt động với tư cách là gaming guild với hơn 100.000 thành viên, cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận với không gian Web3 thông qua GameFi. Với sự phát triển không ngừng từ đội ngũ của mình thì Asian8 Chain mong muốn trở thành một giải pháp Layer 2 tập trung phát triển mạng gaming và là một phần trong hệ sinh thái Superchain của Optimism. Vào ngày 15 tháng 7 vừa rồi thì Asian8 đã chính thức thông báo airdrop cho người dùng. Irene đã có một video hướng dẫn rồi, anh em có thể check airdrop của dự án. Irene sẽ để link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc bình luận nhé. Tiếp theo về hệ sinh thái của Asian8 Chain thì chúng ta có thể đánh giá là đang được xây dựng một cách khá là bài bản. Hiện tại với chi phí trung bình thấp cho mỗi giao dịch ở trên mạng Asian8 Chain mainnet chỉ khoảng 0,00021 đô, rẻ hơn mức trung bình trên Ethereum lên tới 2.000 lần. Với tốc độ và chi phí như vậy thì mục tiêu phục vụ tới 100 triệu người dùng là hoàn toàn khả thi. Thời gian mainnet của A8 thì cũng chỉ khoảng một vài tháng đổ lại đây thôi. Tuy nhiên các thông số mà Asian8 đạt được thì cũng khá là ấn tượng, với khoảng hơn 550.000 active wallet và hơn 4,4 triệu giao dịch. Nền tảng hỗ trợ tăng trưởng người dùng hàng đầu ở trên Asian8 là Space3 thì cũng ghi nhận các con số tích cực với hơn 90 game, 400.000 người dùng và 4,5 triệu nhiệm vụ được hoàn thành. Hiện tại thì hệ sinh thái của Asian8 Chain vẫn còn khá mới mẻ, nhưng mà đã có những dự án tập trung vào việc xây dựng các cái tựa game Web3, bao gồm ví dụ như game thì có On-Chain Class này, The World hay là Master Duel. Về infrastructure thì chúng ta có Celestia, Origi hay là Conduced vân vân. Về một số tool thì có Space3 này, Brainiverse hay là Asian8 Gaming, và DApp thì có Dojo hay là Asian8 Wallet vân vân. Các game được xây dựng ở trên Asian8 Chain thì cũng khá là đa dạng về chủng loại cũng như là nền tảng.
Có thể kể đến một số tựa game nổi bật. Thứ nhất là Pirate Class. Pirate Class là một tựa game được phát hành vào cuối tháng 4 năm 2023 ở trên Asian Exchange. Điểm nổi bật và độc nhất của Pirate Class chính là việc đưa game này kết nối trực tiếp với nền tảng X. Người chơi thì có thể lập clan hay là guild và cùng nhau phá hủy các cái mục tiêu mong muốn, từ đó là kiến tạo một trải nghiệm chơi game khá là mới mẻ cùng với một cơ chế ôn hợp lý. Ở trong Pirate Class thì người chơi có thể kết nối với bạn bè thông qua nền tảng mạng xã hội là X và tham gia vào các cái cuộc chiến tấn công để nhằm phá đảo người chơi khác. Với lối chơi cực kỳ đơn giản cùng với trải nghiệm tương tác mới mẻ này thì Pirate Class hiện đang nhận về khá là nhiều sự đánh giá tích cực từ cộng đồng. Ngoài ra thì dự án còn cho ra mắt phiên bản Pirate Frenzy là một mini app được tạo ra nhằm hướng tới cộng đồng những người chơi Pirate Class cũng như là những người chơi mới đang muốn tìm kiếm một game play to airdrop dạng click to earn tiềm năng. Về bản chất thì Pirate Frenzy là một phiên bản dễ tiếp cận hơn và đơn giản hóa quy trình hơn so với các game cùng loại. Game này thì có thể hơi giống với game Catizen mà Irene nhắc tới ở bên trên. Và Pirate Frenzy thì cũng hoàn toàn phù hợp để anh em có thể chơi ở trên điện thoại. Yêu cầu để chơi game thì cũng cực kỳ đơn giản, anh em chỉ cần có tài khoản Telegram là đã có thể tham gia vào Pirate Frenzy rồi. Một tựa game cũng đình đám không kém là Zone 9. Zone 9 thì không chỉ đơn thuần là một blockchain game mà Zone 9 hướng tới xây dựng một cái Web3 Gaming IP Ecosystem với chủ đề là Zombie Survival. Đây là tựa game co-build cùng với A8 Chain, có rất là nhiều những điều bí ẩn và chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm thông tin trong tương lai. Theo như Irene tìm hiểu thời điểm hiện tại thì Zone 9 đang được partner với rất là nhiều những cái dự án lớn và dự án cũng đã ra mắt bộ sưu tập NFT của mình. Irene sẽ để thêm một số những thông tin ở trên màn hình cho anh em tìm hiểu thêm nhé. Ok, vậy là vừa rồi Irene đã chia sẻ cho anh em về một số những hệ sinh thái GameFi nổi bật ở trong thị trường cũng như là một số dự án game play to earn đáng chú ý trong thời gian vừa qua cũng như là tiềm năng trong thời gian sắp tới. Anh em nghĩ sao về những hệ sinh thái hay là những dự án game vừa rồi và liệu Irene có bỏ sót những hệ sinh thái hay là những game nổi bật nào hay không? Anh em hãy để lại comment ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và một lần nữa, nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho K68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!